Kiệt Lê Bến Tre xin chào tất cả các bạn. Hôm nay làm được câu nữa các bạn ơi. Lúc này mình bận nhiều việc quá, mình cũng không có thời gian để làm video với bạn xem giải trí nữa. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình giá bao nhiêu. Lưới câu cá lóc thì giá là 100 ngàn cái các bạn. Thì chất liệu mình làm là lò xo, nén, thép đen. Còn cứ câu cá rô, cá trê thì 7.000 cái các bạn. Đây là loại xoa kéo, cộng này ly 2 các bạn. Ly 2 để làm lưới câu cá trê các bạn. Còn đây cũng là loại xoa kéo, cộng này 1 ly các bạn. Cái này nó xi si, nó sơn cái gì không biết, nó cạo ra hết các bạn ơi. Thì 1 ly đi làm lấy câu cá rô các bạn, mình tìm loại nhỏ hơn nữa mà không có các bạn ơi, mình tìm cỡ 8 gem á, 7-8 gem á, thì để làm lấy câu cá rô nó ngon hơn. Cái này hơi thô hơn. Thì các bạn nào muốn mua thì mình để cái đường link Facebook mình ở dưới phần mô tả các bạn. À, thì nhắn tin cho mình các bạn. Lưới câu cá lóc thì một cái mình ship bình thường các bạn. Còn cái lưới cá rô cá trê thì 7.000 cái, mình ship từ 10 cái các bạn. Trong đây có hai loại các bạn, lớn nhỏ. Thì các bạn hỏi mình có lò xo AK không? Lò xo AK mình cũng có luôn nha các bạn. Lò xo AK, lò xo R15. Mình không có bán lò xo nha các bạn. Tại vì có thấy bạn hỏi có bán lò xo không? Nó có bán, mình làm lưới câu mình bán thôi các bạn ơi. Bán kiếm tiền mua cà phê uống các bạn ơi. Chỉ đâu có chứ đâu phải, không phải kinh doanh nha các bạn, làm gì đam mê các bạn ơi. Mình không biết các bạn để bình luận lại những video trước các bạn, không biết còn xem video của mình nữa không, thì mình cũng trả lời chung chung vậy các bạn. Giờ mình kéo cái này ra đang làm lưới câu cá trê các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu mình kéo cái này ra làm các bạn ơi. Ở trong nó đỏ đỏ đỏ. Này thép đen nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình kéo này ra các bạn.
mình kéo ra vậy nè các bạn, rồi mình cắt ra khúc 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 ra đang mình làm các bạn. Đó, nãy giờ mình cắt ra khúc khúc mấy khúc rồi ha, giờ đập lại làm bạn, mình cắt đại các bạn ơi chứ không có kích thước. Mình uống nè, còn dư lúc nào cũng dư, còn dư là nhiêu đây các bạn, dư dư phân phân rưỡi á, để em cắt dài dài cho dễ làm các bạn. Để mình đập cho mình làm không ơi, giờ cắt ngạnh các bạn. Mình đang làm cái chiến này là cho của bạn ở Gò Công các bạn ơi, con này mình làm cho bạn ở Hậu Giang, bạn này làm xong rồi chút xíu mình đi gửi luôn các bạn. Còn đây mình đang làm này cho bạn ở Gò Công, bạn này bạn dặn mình làm lâu dữ lắm rồi, 3-4 tuần rồi, mình bận nhiều việc quá không có làm được. Trước khi cắt ngạnh này giũa cái mũi trước bạn ơi, nó giũa trước rồi mình để cắt cái ngạnh vô đây các bạn. Thank you.
Nãy giờ mình có ngạnh cũng xong rồi bạn ơi, giờ mình làm mình uống nha các bạn, mình sẽ có cái rồi bạn ơi. Cái cà phê thì mình uống hơn chừng 2 phân các bạn. Bây giờ mình uống đít luôn các bạn. Nãy mình nè, cái đầu tiên các bạn mình làm thì nó bị gãy rồi mọi. Mình bẻ đứt lại gãy rồi. Mình mới làm cái khác các bạn. Cái này mình cắt nhánh hơi dài các bạn. Nó mình cũng vuỗ thon là giờ mình bẻ đứt các bạn.
À, vậy là xong các bạn. Này lấy câu cá tra các bạn. Cái rô cũng dính nhưng mà cái rô bự á, cái rô mề mới dính các bạn. Còn cái rô mà cái rô bí, cái rô nhỏ nhỏ cỡ ngón tay không dính đâu. Cổng này đi hai các bạn. Cái này nãy bị gãy nè các bạn. À, thì video tới đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nào muốn mua thì có thể nhấn vô vào cái đường link Facebook ở dưới phần mô tả các bạn. Các bạn bấm vô cái tiêu đề của mình á, bấm vô là trong đó là có nổi lên cái đường link Facebook màu xanh xanh các bạn, cái chữ màu xanh xanh đó, bấm vô đó rồi nhắn tin cho mình. Hẹn các bạn trong video tiếp theo của Kiệt Lê Bánh Tre. Xin chào, tạm biệt.